bạn nhớ subscribe, like và share kênh của mình nhé. Chào các bạn, mừng các bạn đã quay lại kênh Cuộc Sống 8X. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái máy. Máy đó là BS7000. Máy nó đây, màn hình nó là 7 inch, độ phân giải là 1024x600, pin nó là 4000, nó có xài nguồn 5V 1A, nó có một cái hai cái speaker, hai cái loa, chúng ta dùng hệ điều hành Linux. Thẻ nhớ của nó thì là 32 nhưng mà có hỗ trợ tối đa 64. Mình mua phiên bản 128GB thì là nó hai thẻ 64GB. Nó hỗ trợ được mấy game SNES, rồi Super Nintendo, Game Boy, đó, Mame, rồi PS1 nữa. Đó, thì nó hỗ trợ nhạc MP3 nữa, video thì MP4. Nó có cổng liên kết với xem TV nếu mà có HDMI. Đó, đây là quy thực của nó. Và đây là mấy cái kèm, nó có hai cái tay cầm nữa để chơi giống như tay cầm, nó có HDMI, nó có sạc và có thể nhớ 64GB mà mình mua. Đó, thì cái tay cầm của nó có cái gì không? Tay cầm của nó này, nó xài cổng USB, nó có 6 nút, nó có cái này bấm để start, nó trên đầu không có nha, sau lưng rồi. Đó, cái này bấm thì mình thấy nó không có được mềm mại cho lắm, khá là cứng, xoay nút thì xoay được. Đó, các phím bấm và cái bàn phím này thì cũng để tạm được cho vui thôi. Đó, bấm ta có thể thấy. Các bạn nhớ subscribe, like và share kênh của mình nhé. Rồi. Rồi, qua là các thiết bị. Bây giờ chúng ta sẽ quay tới mặt chính của chúng ta. Mặt chính của chúng ta đây. Đây, cái máy này BS7000. Máy BS7000 này thì cạnh dưới nó không có gì hết. Cạnh hông của nó thì cũng không có gì luôn. Cạnh trên của nó đây có hai nút L và R. Phím bấm của nó thì cũng khá cứng à. Đó, nó cổng hai cổng cổng sạc để mà gắn hai cái, một là để sạc, hai là để gắn cái hai tay cầm vô để mình chơi. Cổng HDMI nè, cái này là chỗ cái sách cắm tai nghe, cái này là thẻ nhớ. Đó, thẻ nhớ đến trong này. Đây là cái thẻ 64GB. Đó, đây là cái nút gạt on off, sau lưng thì nó tạo cái vân này để tản nhiệt quá. Rồi, về các phím bấm của nó thì ở đây mình thấy là đấy, mình nghe đó, nhấn phím nút L được nè, tịch nè, xoay thì nó cũng tạm tạm được. Nhấn ở đây thì nó mềm mềm hơn cái bấm phím hồi nãy nha, mềm hơn cái tay cầm hồi nãy. Tương tự ở đây thì bên đây mình cũng xoay rất là dễ, các phím bấm này cũng dễ. Hai cái nút này thì hơi cứng chút nha, hai bên nè. Đó, giờ mình sẽ mở máy. Đây, mình mở máy nó sẽ hiện ra như vậy. Hai nút bên đây là nút âm thanh là lớn nhỏ nha các bạn. Đó, đây là cái menu nó có sẵn. Mấy game mình tắt tiếng rồi, nên là các bạn sẽ không nghe tiếng đâu. Ở dưới này thì là cũng giao diện, nó là game nè, nhạc nè, hình ảnh nè. Ảnh thì cái này nè, thẻ gốc của người ta bán cho mình nên là không, chưa chép gì mới gì hết. Đó, rồi có gì để xem đâu. Setting đây thì có ngôn ngữ nè, có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng nhiều thứ tiếng lắm, có tiếng Việt nữa. Thử cái tiếng Việt nha. Thôi, ngôn ngữ tiếng Việt ở đây mình đọc nó ra đọc không rõ ràng gì hết. Hoặc tiếng Anh đi. Đó, có thêm nè, tôi biết 1, tôi biết 2 nè,
Đó. Có off pin check in đây nè, 5 giây, 10 giây, 30 giây này là động tắt. Backlight là cái đèn nè. Đèn nếu level 1 nó mờ lắm. Mình chọn level 4 là rõ lắm. Cây tông mà để âm thanh thôi. Đó, mình tắt nó đi. Full rin nữa nè, full rin mod là hay là chọn square scale nè, mình chọn cái độ full full rin nha, tạo màn hình cốc đó. System formation là tay GB retro game firmware version là 1.0, mình chỉ các thêm này chắc thêm một bên nó dễ coi. System formation nè, rồi retro firmware 1.0 nè, ngày 2 tháng 12 nè. Đó, cái nó nói là khi mà bạn sử dụng thì không thể sạc được đó. Thì cái này ở đây pin 4000, âm lượng đang 100%, mình nhấn thì nó giảm xuống là nó không tăng lượng lên nè. Bây giờ mình sẽ thử trước một cái game nha, game Raiden đi. Đây, người này chưa biết chơi luôn à. Đây, khi mà mình muốn save hay load gì á thì mình nhấn cùng lúc hai phím select start nha, thì nó sẽ save và load. À, thấy chưa? Bây giờ ở đây mình thí dụ mình muốn có để điều chỉnh được cái control nữa nè, control đây, những control đó là lựa chọn các phím bấm lại và hãy save được cái việc chỉnh sửa của mình lại đó, rồi save và load lại. Đó là đối với một cái game bình thường. Đây mình thử mình sell cái, nó sell lại rồi nè, nốt nè. Giờ muốn chơi trò khác thì nhúng nhích ra thôi. Nhưng mà nó có cái hay gì so với các phiên bản khác là cái gì đây? À, mình chơi một cái game BX1 đi. Đó. Đây, nhấn âm vô ra. Đây BX1. BX1 thì mình chọn một cái game bất kỳ đi nha. Con game này nữa không? Đây. Các bạn nhớ subscribe, like và share kênh của mình nhé. Mình sẽ save nó lại nha. Mình load lại nè. Màu sắc Thank you.
mình thử một số game vậy thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ quit game và thử một cái hệ máy khác nha. Nó có chơi được FMC Super Nintendo N, Nintendo 64 nữa nè. Mame Arcade. Mình thử cái game Nintendo 64 nha. Trong cái đĩa này nó có sẵn hơi bắt cơ tăng đi. Mình chẳng biết cái trò này nó thế nào nữa. À, hai bị giật tiếng ha. Máy bắn này cũng được đó. Bây giờ mình sẽ thử qua cái đoạn test với màn hình HDMI nha. Rồi. Rồi các bạn, đây là cái màn hình khi mà mình kết nối cái máy VS7000 với cái cổng HDMI và cổng TV. Cái màn hình nó sẽ bị tắt. Các phím của nó là bấm vẫn được nha. Đây mình bấm trên cái này. Để ở đây các bạn có thể xem được cái màn hình của nó khi mình chơi game. Sẽ thử một cái trò như là này. Màn hình nó thì thấy khác khác của màn hình đó. Nó vẫn như được các bường bình thường nha các bạn. Mình thử một game hệ khái máy khác nha. Game Boy nè. Con cha đi nè. Nhiều trò quá em ơi, fan đó. Đó
Trời, cứ mang nghe đi, mang cái được không ta? Em cũng như khá tốt nha các bạn. Thì xem ra cái máy này để chơi game Nintendo 64 là chưa được nè. Mình thử Sega game coi. Aladdin. Tốt nha. À. Có giải lập được không nha? À, bây giờ em nào. Hình như tiếng nó bị lỗi ra. Có tiếng ở phiên bản này. Ý, thì cái này là tới đây nó bị lỗi luôn nha các bạn. Nói được nha. Cái này chắc phải là tắt máy, phải đọc lại rồi đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.